Lệ Quyên sạn nứt với tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, ẩn ý chuyện bị phản bội. Đăng tải dòng trạng thái tâm trạng lúc nửa đêm ẩn ý về chuyện tha thứ lòng tin, Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán về việc đã chia tay với bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bài viết về chuyện tha thứ cho một ai đó. Theo đó, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh đầy tâm trạng với nội dung từng đọc ở đâu đó rằng khi bạn tha thứ cho người đó một lần, người đó sẽ yêu bạn thêm một chút. Bạn bớt yêu người đó một chút. Đến khi người đó yêu bạn quá nhiều thì bạn đã chẳng còn chút tình cảm gì cho người đó nữa. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đính kèm với hình ảnh này dòng trạng thái đồng tình. Ừ nhỉ, đúng mà, xin lỗi là thứ nên tiết kiệm nhất. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người cho rằng phải chăng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm. Đặc biệt, dòng trạng thái này còn chia sẻ vào lúc rạng sáng khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi vấn. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán của cộng đồng mạng, phía Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Sau khi ly hôn với chồng cũ Đức Huy, Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò cùng tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Cả hai quen nhau trong một lần hợp tác quay TVC chung. Mãi đến đầu tháng 2 năm 2021, Lệ Quyên mới đăng tải bài viết trên mạng xã hội thừa nhận hẹn hò Lâm Bảo Châu. Sau khi công khai, nữ ca sĩ đã nhận về rất nhiều lời chúc ngọt ngào hạnh phúc của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Kể từ sau khi yêu tình trẻ kém 12 tuổi, Lệ Quyên cũng thỉnh thoảng khoe những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội, khiến không ít người ghen tị. Từ khi quen tình trẻ, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng đàn tâm trạng về chuyện tình cảm như vậy. Từ ngày công khai tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không ngần ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người và trên mạng xã hội. Hạnh phúc là thế, nhưng cũng không ít lần Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bị nghi trục trặc tình cảm. Nhiều lần cư dân mạng truyền tay nhau khoảnh khắc Lâm Bảo Châu lơ đẹp Lệ Quyên. Nhiều lần xuất hiện bên Lệ Quyên, tình trẻ bị dân tình so ra những hành động không thiết tha mặn mà gì với chị đẹp như cắm mặt vào điện thoại, biểu cảm lạnh lùng thờ ơ. Thậm chí, trong chính những màn phát cậu lương trên trang cá nhân của chính chủ, anh chàng vẫn bị so ra gương mặt chẳng có tí gì gọi là tình yêu khi chụp hình cùng Lệ Quyên. Đỉnh điểm là trong một lần Lệ Quyên hát live cực đỉnh trên sân khấu, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất không chỉ là màn khoe giọng của Lệ Quyên mà chính là sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu, nam người mẫu có mặt tại sự kiện ở hàng ghế khán giả. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong giọng hát của bạn gái, anh chỉ ngồi bấm điện thoại với khuôn mặt lạnh tanh. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ phát hiện Lâm Bảo Châu có động thái lơ đẹp bạn gái. Trong một dịp tụ họp cùng bạn bè, Lệ Quyên cũng tự tin khoe giọng hát mượt mà. Song tình trẻ nữ ca sĩ dù ngồi bên cạnh cũng không có biểu cảm hào hứng vui vẻ. Điều anh làm chỉ là tập trung vào chiếc điện thoại. Bỏ qua những giây phút có phần hững hờ này, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên vẫn nhiều lần làm người hâm mộ ngưỡng mộ vì hành động ngọt lịm dành cho nhau. Trước sự tấn công của cộng đồng mạng, Lệ Quyên cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực tình trẻ, khẳng định cả hai luôn hạnh phúc. Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, cao 1m83, anh từng tham gia hai show hẹn hò là Người ấy là ai và Tình yêu hoàng mỹ. Lâm Bảo Châu từng trở thành nam chính trong tập 3 Người ấy là ai mùa 2. Chàng mẫu cũng từng công khai hẹn hò với ca sĩ Yến Lê và một nhân vật trong Người ấy là ai Mai Sương.